Xin chào cả nhà, là Bê Tông Phương Loan đây. Hôm nay Phương Loan sẽ đóng gói một thùng một bạt tôm hùm bông sống cộng với phần lẩu thái của Bê Tông để giao đến cho khách hàng. Bây giờ mọi người hãy cùng follow Bê Tông để hướng dẫn Bê Tông cách Bê Tông mà đóng gói lẩu cho khách hàng như thế nào nhé. Đây, như mọi người thấy, trên tay Bê Tông đang là một bạt tôm hùm bông. Đây, một bạt tôm hùm bông sống đang nằm ngủ. Bạn tâm hùm bông sống này đã được cái tâm đu ngủ và vận chuyển từ Nam Tân tới đây. Đây, và đây là bạn tâm hùm bông sống 1kg nha mọi người. Bây giờ Phương Loan sẽ đóng gói bạn tâm hùm bông này để vận chuyển cho khách. Thì như mọi người thấy á, đây mọi người có thể thấy nè, trên bàn cái tôm đang là một set lẩu tôm hùm để mà giao đến tận nhà. Đây là nước lẩu mà Bê Tông đã chuẩn bị sẵn, nước lẩu thái tôm, đây là muối sốt, tiêu xanh để ăn tôm hùm. Và này bao gồm cả phải bún tươi nè, nấm, gồm có cả rau, rau muống và cả một bạn ớt rất là xinh nữa. Và trong phần quà đặc biệt của Bê Tông là Bê Tông có dành tặng riêng cho khách hàng một chai green shot để khách hàng ăn tôm hùm xong thì có thể rửa tay. Ngoài ra thì Bê Tông còn gửi cho khách hàng những dòng tri ân từ đáy lòng của Bê Tông để gửi cảm ơn khách hàng đã tin lựa chọn Bê Tông. Đồng thời á, thùng voucher này cũng là trị giá là 200.000 đồng để làm một quà tặng mà Bê Tông gửi tặng cho khách hàng để khách hàng áp dụng cho đơn hàng lần sau. Đây, và rồi cả nhà sẵn sàng chưa? Bây giờ hãy cùng Bê Tông đóng gói thùng tôm này nha. Đầu tiên là mọi người có thể thấy là hai cái râu tôm này nó rất là dài đúng không ạ? Và mình sẽ phải cố định nó xuống trước. Đây, tôm sẽ dán một bạn râu này xuống. Mọi người thấy cái xinh không? Đó, hai cái râu tôm đã được nằm gọn gàng. Rồi, bước tiếp theo là Bê Tông sẽ đây là một cục nước đá lạnh dùng để giữ cho bạn tôm. Có khi mà có lạnh thì tôm nó sẽ ngủ lâu hơn và nó ngoan hơn, nó không có quậy nữa đó cả nhà. Để nước cứ lá nó ra mình sẽ khỏi không có bị ướt, không có bị ướt không mình cần cái đây. Và trong chiên sót mình sẽ bỏ kèm vô luôn. Nếu mà không có nước lại, cái này nó gọn gàng và sạch sẽ. Đây thế là xong phần thùng tôm, mình sẽ đóng gói nó lại. Rồi giờ Bê Tông sẽ dán keo vào thùng sau. Đó là bản tôm hùm bông của Bê Tông đã được đóng gói xong. Bây giờ đến giai đoạn Bê Tông sẽ đóng gói phần lẩu cho khách hàng. Nhà đã sẵn sàng chưa? Và phần thứ hai Bê Tông sẽ show cho mọi người thấy cách nhà Bê Tông đóng gói lẩu tôm hùm tại nhà nha. Đây là chiếc túi giấy thật là xinh xắn mà Bê Tông đã chuẩn bị trước để đóng gói phần lẩu tôm hùm cho khách hàng mang về. Bởi vì túi giấy này rất gọn, nhẹ và khách hàng có thể xách kèm khi mà trên tay mình ôm thùng tôm như thế này. Và bây giờ mọi người hãy xem cách Bê Tông đóng gói lẩu tôm hùm nhé. Đây, mình sẽ để đứng cái giỏ. Đây là phần nước lẩu thái tôm mà nhà Bê Tông đã chuẩn bị sẵn đó. Phần nước lẩu này là 1,5 lít. Thì có thể dành cho từ 2 cho đến 3 người dùng. Và nước lẩu này nhà Bê Tông là làm không có cay lắm nên các bé nhà mình có thể ăn được. Và nếu như mà mình dành cho người lớn á, thì mình cần thêm cay thì mình có thể cắt thêm ớt mình bỏ vô thì nó sẽ rất là đậm vị.
Đây đầu tiên Peter sẽ bỏ cái bình đậu vô trước. Sau đó đây, mọi người có thể thấy đây là rau muống nè. Rau muống còn rất là xanh và tươi luôn, bởi vì Peter là chuẩn bị rau mỗi ngày. Rau muống này đã được lặt sạch, cắt gốc và bây giờ Peter sẽ bỏ nó vô giỏ cho khách, cho mọi người luôn. Rồi, tiếp theo, đây, đây là phần rau chuối cộng với rau nhút và bạc hà. Đây, Bê Tâm đã chuẩn bị sẵn rồi, cũng đã rửa sạch, rọt sạch luôn cho khách hàng luôn rồi. Bây giờ Bê Tâm sẽ đóng gói nó vô luôn. Và đây là những bé nấm, tại vì nấm rất là tốt cho sức khỏe. Và khi mà mình ăn cùng với đậu thái cơm thì nó sẽ rất là ngon. Nên Bê Tâm cũng sẽ chuẩn bị sẵn phần nấm cho mọi người. Đây, chúng ta bỏ vô luôn. Và không thể thiếu được một dĩa bún tươi. Bây giờ là bún này là bé Tôm mới mua lúc sáng luôn. Và sau đó thì bé Tôm sẽ đóng gói thành một dĩa như thế này cho rất là xinh, thì khách hàng có thể ăn trong ngày. Thì một dĩa bún này có thể dành cho còn ăn 2 người. Và đây, món quà đặc biệt nhất, đây chính là muối ớt xanh, dùng để ăn tôm hùm mà Bi Tâm chuẩn bị cho cả nhà đó. Không thể thiếu, món ăn của người Việt Nam mình không thể thiếu, đặc biệt là nước mắm và ớt. Tặng cho cả nhà luôn đó. Dạ rồi. Thế là một bạn tôm bông và một phần lẩu thái tôm tại nhà rất là xinh nữa. Đây mọi người có thể thấy rất là gọn, nhẹ và sạch đúng không ạ? Nếu như mọi người cần tôm hùm để set up một bữa tiệc tại gia đình và đặc biệt là vào Sài Gòn khi mà những mùa mưa như thế này, thì một cái lẩu nhỏ nhỏ xinh xinh vào cuối tuần hay là vào buổi tối dành cho gia đình thì thật là hợp lý. Nên một phần nữa là nếu mà mọi người muốn đặt tôm hùm và thêm lẩu tôm hùm để tặng cho bạn bè, người thân, bố mẹ hoặc là tặng cho sếp yêu của mình thì hãy mạnh dạn gọi cho Peter với số hotline là 0937 541 122 nhé. Cảm ơn cả nhà.